Thưa quý vị, phụ nữ Đinh Mùi sinh năm 1967 dễ tạo được ấn tượng tốt đẹp với mọi người xung quanh nhờ vào tính tình hiền lành, đoan trang. Trong năm 2022 thì cuộc sống mệnh chủ sẽ bị ảnh hưởng như thế nào bởi sao Vân Hớn và hạn Ngũ Mộ? Những thay đổi nào sẽ sắp diễn ra trong sự nghiệp, gia đình, tài lộc cũng như là sức khỏe của quý bạn? Mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi bài phân tích ngay sau đây của Phong Thủy Gia Cát với sự tư vấn của thầy Gia Cát. Tử vi tuổi Đinh Mùi năm 2022 nữ mạng, sinh năm 1967, tuổi âm lịch 56 tuổi, sao chiếu mệnh Vân Hớn, bán cát, bán hung, mệnh thiên hà thủy, kim, sinh thủy rất tốt, địa chi tuổi Mùi với tuổi Dần, bình hòa. Thiên can tuổi Đinh gặp năm Nhâm tương khắc không tốt. Phụ nữ Đinh Mùi sinh năm 1967 dễ tạo được ấn tượng tốt đẹp với mọi người xung quanh nhờ vào tính tình hiền thục, đoan trang. Trong năm 2022, cuộc sống mệnh chủ sẽ bị ảnh hưởng như thế nào bởi sao Vân Hớn và hạn Ngũ Mộ? Những thay đổi nào sắp diễn ra trong sự nghiệp, gia đình, tài lộc và sức khỏe của quý bạn? Mời tất cả quý vị cùng theo dõi bài phân tích ngay sau đây. Tổng quan tử vi tuổi Đinh Mùi năm 2022 nữ mạng. Nữ giới sinh năm 1967 thuộc tuổi Đinh Mùi, có ý nghĩa là thất quần chi dương. Dê, lạc đàn, mệnh thiên hà thủy, tức là nước trên trời. Người mệnh thủy trời sinh trí tuệ, tài hoa hơn người, đồng thời cũng rất biết cách ăn nói. Trong phong thủy bát trạch, nữ mệnh Đinh Mùi có cung mệnh là Ly thuộc đông tứ mệnh. Mối quan hệ giữa thiên can, địa chi và ngũ hành nạp âm của tuổi với năm có thể tiết lộ về mức độ may mắn trong năm đó. Ngũ hành nạp âm của Nhâm Dần 2022 thuộc kim bạch kim, nghĩa là vàng pha bạc. Đinh Mùi mệnh thủy, Nhâm Dần mệnh kim, mà kim sinh thủy, vậy ngũ hành năm tương sinh cho ngũ hành tuổi cát lành. Tuy nhiên, can đinh thuộc hỏa không thể nào dung hòa với nhâm thuộc thủy, không may mắn. Xét về địa chi, tuổi Mùi không xung khắc cũng không hòa hợp với tuổi Dần, chỉ ở mức độ bình hòa. Theo tổng quan, vận khí của người nữ Đinh Mùi sinh năm 1967 trong năm 2022 có xu hướng bình ổn, có những khoảng thời gian gặp nhiều thử thách nhưng cũng có lúc được hưởng thành quả. Đây là khảo nghiệm đối với nghị lực và tính nhẫn nại của bản mệnh. Chỉ cần quý bạn vượt qua được những gian khó này thì có thể đạt được thành tựu vang dội khiến người khác phải ngưỡng mộ. Để vận trình năm được hanh thông thuận lợi, quý gia chủ tuổi Đinh Mùi hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế. Đây chính là pháp khí phong thủy chuyên hóa giải hạn thái tuế của năm. Mặt trước kim bài có in hình quan hành khiển thái tuế của năm 2022 là Hạ Ngạc Đại Tướng Quân, mặt sau kim bài là lệnh phù thái tuế. Với gia chủ tuổi Đinh Mùi vừa thoát khỏi hạn thái tuế năm 2021 nên nhất định phải có một kim bài bên mình để mọi việc được hanh thông thuận lợi. Luận giải tử vi năm 2022 tuổi Đinh Mùi trên các phương diện. Sau đây là vài nét cụ thể về vận số Đinh Mùi nữ mệnh sinh năm 1967 trong năm Nhâm Dần trên các phương diện: sự nghiệp, tình duyên, tài lộc và sức khỏe. Công việc sự nghiệp. Sự nghiệp của phụ nữ Đinh Mùi sinh năm 1967 trong năm 2022 duy trì ở mức bình ổn như mọi năm. Công việc đã đi vào quỹ đạo nên ít gặp thử thách. Bản mệnh chỉ cần chăm chỉ làm việc thì sẽ được nhận lương thưởng xứng đáng. Đối với những ai đã về hưu nghỉ dưỡng thì sẽ nhận được mức lương hưu ổn định, đủ ăn, đủ tiêu. Sự nghiệp nay đã chín mùi. Đây là lúc tuổi Đinh Mùi hưởng cuộc sống bình an trọn vẹn bên người thân, không quá coi trọng công việc. Với các quý bà vẫn muốn đầu tư, gia tăng thêm tài sản thì năm 2022 chú ý không đầu tư mạo hiểm, sẽ có nhiều lời mời gọi, tuy nhiên không nên quá tin tưởng vào người khác. Tình duyên. Quý bà tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc trong năm 2022. Những vận hạn trong năm này hầu như không ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình của mệnh chủ. Nhờ có sự đảm đang, tháo vát, phụ nữ tuổi này có thể quán xuyến thu vén chu toàn mọi việc trong nhà, sẵn lòng làm hậu phương vững chắc để cho người chồng yên tâm công tác. Người nữ Đinh Mùi luôn biết cách giữ lửa cho tình yêu bằng những cử chỉ âu yếm, lời nói ngọt ngào, yêu thương. Chính vì thế, sau nhiều năm kết hôn, tình cảm vợ chồng vẫn nồng nàn như thuở mới yêu. Những bà mẹ tuổi Đinh Mùi luôn cố gắng hướng con cái đến những suy nghĩ tích cực, những điều hay lẽ phải trong cuộc sống. Tài lộc. Vận trình tài lộc của nữ tuổi Đinh Mùi trong năm 2022 khá bình ổn, không quá dư giả nhưng cũng không gặp khó khăn nào. do bản mệnh là người biết chi tiêu nên hiếm khi tiền bạc bị hao hụt. Trong năm Nhâm Dần, quý bà có thể sẽ được hưởng những khoản lộc bất ngờ, có thể được con cháu biếu hoặc nhận được khen thưởng trong công việc. Nếu tích lũy tiền bạc tốt thì cuối năm sẽ có khoản dư tiết kiệm. Để tăng cường tài lộc cũng như tránh hao tài, thất thoát tiền bạc, quý gia chủ tuổi Đinh Mùi cần phải luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang, pháp bảo. Đây chính là pháp khí của nhà Phật, sử dụng lục tự Đại Minh Chú cùng với thần chú, bát nhã tâm kinh để gia trì công đức, tịnh hóa nghiệp lực, giúp gia chủ luôn được bình an, sáng suốt khi ra quyết định, từ đó công việc hanh thông thuận lợi, tài lộc tiền bạc ùn ùn kéo về. Sức khỏe. Vận trình sức khỏe của người nữ Đinh Mùi sinh năm 1967 vẫn duy trì ở trạng thái khá tốt trong năm 2022. Thế nhưng bản mệnh đang ở độ tuổi trung niên nên vẫn cần điều dưỡng thể trạng, tránh nguy cơ mắc bệnh khi về già. Chế độ dinh dưỡng và lịch làm việc khoa học luôn là chìa khóa của cuộc sống khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng. Tâm lý của phụ nữ Đinh Mùi đặc biệt nhạy cảm với những lo lắng trong cuộc sống trong tương lai. Quý bạn cần chút bầu tâm sự với người đáng tin cậy để có suy nghĩ tích cực và tâm trạng thoải mái hơn. Xem sao hạn của tuổi Đinh Mùi nữ mạng trong năm 2022. Sau đây là những luận giải chi tiết về sao chiếu mệnh và niên hạn của phụ nữ Đinh Mùi trong năm Nhâm Dần 2022. Sao chiếu mệnh. Nữ giới Đinh Mùi có thể sẽ phải đối mặt với một số chuyện phiền toái do sao Vân Hớn gây ra trong năm 2022. Trong Cửu Diệu niên hạn, đây là sao bán cát bán hung, cả nữ mệnh và nam mệnh đều bị ảnh hưởng như nhau trong các năm bị sao Vân Hớn chiếu mệnh. Hung tinh này có thể khiến cho phụ nữ Đinh Mùi khó kiềm chế được cơn nóng giận, dễ khắc khẩu với mọi người xung quanh, bản mệnh dễ bị người khác hiểu lầm do những phát ngôn thiếu thận trọng. Công việc thì phải hao tâm tổn trí nhiều hơn mọi năm thì mới có được thành quả như ý. Đối với những trắc trở này, bản mệnh chỉ cần biết phương pháp để đề phòng tránh được xui xẻo mọi chuyện rồi sẽ bình an, vô sự. Hạn tuổi cũng giống như nam giới Đinh Mùi sinh năm 1967, phụ nữ tuổi này cũng chịu ảnh hưởng của hạn ngũ mộ trong năm 2022. Đây là niên hạn gây ra nhiều tác động lớn đến tình hình tài chính của bản mệnh. Nếu làm ăn buôn bán thì cần phải cẩn thận hơn, đề phòng gặp phải gian thương, treo đầu dê, bán thịt chó. Hạn ngũ mộ cũng mang tới một số thị phi không đáng có cho các mệnh chủ. Quý bà có thể bị người khác hiểu lầm, dẫn tới tranh cãi, cảm xúc nóng nảy, tinh thần bực bội, cần được kiềm chế. Hóa giải sao hạn. Việc nắm rõ được sao chiếu mệnh hạn tuổi trong năm 2022 có thể giúp quý bà tuổi Đinh Mùi chủ động phòng ngừa những tai ương trước mắt. Với hạn ngũ mộ, mệnh chủ cần sử dụng tiền bạc khôn khéo hơn, đầu tư chắc chắn, không tin tưởng cho người khác vay mượn tiền. Để hạn chế ảnh hưởng của sao Vân Hớn, nữ giới tuổi này cần giữ vững tâm lý điềm tĩnh, ôn hòa, luôn cố gắng tránh kiềm chế, bớt cái tôi để không đấu khẩu, tranh cãi với mọi người xung quanh. Cần phải suy nghĩ thật chu toàn trong từng lời nói và hành động. Theo quan niệm dân gian, người gặp hung tinh chiếu mệnh có thể làm lễ cúng sao giải hạn để tinh thần nhẹ nhõm, tự tin hơn. Người nữ Đinh Mùi sinh năm 1967 có thể thành tâm thực hiện nghi lễ cúng sao giải hạn Vân Hớn để gặp nhiều may mắn trong một năm 2022. Ngoài ra, những gia chủ tuổi Đinh Mùi cũng cần phải luôn mang theo bên mình một vòng tay phong thủy tam hợp quý nhân, Hợi, Mão, Mùi để tăng cường sức khỏe, hóa giải những vận hạn do sao xấu mang lại, đồng thời tăng cường các tinh giúp gia chủ hòa hợp vợ chồng, hòa hợp gia đạo, cũng như hòa hợp những mối quan hệ trong công việc và trong cuộc sống. Luận tử vi tuổi Đinh Mùi năm 2022 nữ mạng theo tháng. Theo tử vi trọn đời, nhiều sự kiện ý nghĩa sẽ diễn ra trong cuộc sống của người nữ Đinh Mùi trong năm 2022. Vận trình số mệnh của quý bạn thay đổi theo từng tháng cụ thể như sau. Tháng 1. Cẩn trọng với các vấn đề giấy tờ, tài liệu, tránh xảy ra sai sót trong công việc. Tháng 2, đề phòng bệnh tật, đau ốm, hãy dành thời gian nghỉ ngơi, dưỡng sức nhiều hơn. Tháng 3, sức khỏe và tài vận có nhiều chuyển biến tích cực, gia đạo an khang, thịnh vượng. Tháng 4, con đường sự nghiệp hanh thông, suôn sẻ, cầu được ước thấy, làm việc gì cũng thuận buồm, xuôi gió. Tháng 5, cuộc sống an nhàn, tự tại, bản mệnh nhận được nhiều tin đáng vui. Tháng 6, gia đình đầm ấm, an vui, tâm trạng vui vẻ, phấn khởi. Tháng 7, cơ hội kèm theo thử thách, tự lực cánh sinh mới mong đạt được thành quả. Tháng 8, thận trọng khi mua bán hàng hóa và đầu tư sinh lời. Tháng 9, tài vận bền vững, không phải lo lắng chuyện tiền bạc, sức khỏe dồi dào. Tháng 10, tình cảm vợ chồng mặn nồng thắm thiết, sự nghiệp tiến triển tốt đẹp. Tháng 11, xuất hành đi xa không thuận lợi, cẩn thận trong lời ăn tiếng nói. Tháng 12, không nên tức giận vô lý mà mâu thuẫn với người thân, rèn luyện, tâm thanh tịnh mới có cuộc sống bình yên. Nhâm Dần 2022 được đánh giá là một năm bình ổn đối với người nữ Đinh Mùi, sinh năm 1967, người biết ẩn nhẫn chờ thời mới thực sự khôn ngoan, có thể tránh được tổn hại không đáng có. Thưa quý vị, Nhâm Dần năm 2022 được đánh giá là một năm bình ổn đối với phụ nữ tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967. Người biết ẩn nhẫn chờ thời mới thực sự khôn ngoan, có thể tránh được tổn hại không đáng có. Quý vị thân mến, vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về lá số tử vi của tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 nữ mạng trong năm 2022 Nhâm Dần. Và qua đó thì quý vị cũng đã phần nào nắm được vận hạn của mình và biết được mình cần phải làm gì để có được may mắn và thành công trong năm 2022 Nhâm Dần này. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký theo dõi kênh và chọn vào tín hiệu quả chuông để luôn là người đầu tiên nhận được những tin tức nóng nhất quý vị nhé. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại.